Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả. Rất là vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 20 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện các quý ông chán cơm thèm phở không còn là một cái điều gì đó xa lạ. Và bây giờ ngay cả với các quý bà lắm tiền, đến tuổi hồi xuân thì việc cặp kè với nhân tình cũng đã trở thành chuyện bình thường, không còn hiếm thấy nữa. Theo nhiều khảo sát, tỷ lệ quý bà ngoại tình tăng đột biến trong hai thập kỷ vừa qua. Trùng với thời kỳ mạng Internet đi vào phổ cập, có muôn ngàn lý do người ta đưa ra để thanh minh, để bao biện cho cái việc ngoại tình. Ví dụ như là xa nhà lâu ngày, chồng không quan tâm, khô khan nhạt nhẽo. Nói cách khác, có những người ngoại tình cho vui, cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Có những người ngoại tình vì muốn tìm lại cái cảm giác tuổi xuân hoặc thậm chí là để trả thù chồng. Nếu khi lấy chồng, phụ nữ muốn lấy người đàn ông hơn tuổi chín chắn, thì khi hôn nhân không còn mặn nồng, họ lại ngả vào lòng những chàng phi công trẻ. Nếu các ông yêu theo kiểu tình một đêm hoặc bóc bánh trả tiền, thì các bà khi đắm đuối vào các cái mối tình ngoài luồng, họ thường tin tưởng chắc chắn rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực sau bao nhiêu năm kiếm tìm. Họ cảm giác như tìm lại được cái sự trẻ trung, tươi mới của tuổi trẻ. Và khi ấy họ thấy sống như vậy mới thực sự là đáng sống. Để rồi hậu quả của những mối tình phi công trẻ là máy bay bà già đấy là bao nhiêu hệ lụy, tiền mất, tình tan, gia đình ly tán. Đến cuối cùng họ đáng thương hay là đáng trách? Và có nên tha thứ cho họ hay không? Và để trả lời cho những câu hỏi này thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung và chương trình lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Đàn bà U70 mà nói, tuổi hồi xuân đã qua nhưng khao khát yêu đương trong con người thì chẳng bao giờ là hết. Chả thế mà khi biết chuyện bà Minh Hà đài các danh giá có bồ trẻ bên ngoài, hàng xóm ai nấy đều không thể tin được chuyện đó là có thật. Bà Hà vốn là phu quân của một danh nhân nổi tiếng. Chồng bà hơn bà 4 tuổi, phong độ, hài hước và lịch thiệp. Ông xuất hiện đầy trên các mặt báo với hình tượng là người thành đạt, thương vợ, yêu con. Thì thoảng, trong các lễ kỷ niệm lớn, bà Hà xuất hiện cùng chồng trong vẻ quý phái xinh đẹp mà các bà thường mang. Dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn giữ được cho mình nét trẻ trung và đặc biệt. Sự khéo léo trong cách ăn mặc và trang điểm khiến bà trông trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Hai con trai của bà cũng đã có gia đình ổn định. Nhiều người ghen tị với cuộc sống tròn đầy sung sướng của bà, nhưng bà Hà vẫn còn muốn hơn thế. Chồng bận bịu với công việc kinh doanh nên ít khi có thời gian quan tâm đến vợ. Bà Minh Hà lúc còn trẻ vốn là một vũ công múa, mang sẵn trong mình một tâm hồn nghệ sĩ, nên lúc nào bà cũng khao khát yêu đương. Chồng không đáp ứng được, tất bà sẽ phải tìm cách giải quyết cho mình. Mới đầu để khỏa lấp, bà Hà tham gia các câu lạc bộ học nhảy, rồi đi massage, xông hơi, đi nghe nhạc cuối tuần. Rồi bà bắt đầu tập thể dục, từ đi loanh quanh trong vườn, bà chuyển qua đi bộ trong khu phố, rồi chuyển đi đâu đó mà chồng chẳng hề biết. Chồng bà Hà vẫn thường về muộn, nên chuyện bà đi đâu làm gì, ông cũng không nắm hết được. Mà vấn đề là chỗ đó, có nằm mơ ông cũng không hề nghĩ đến chuyện vợ mình ngoại tình. Trước khi bước chân vào con đường ngoại tình, bà Hà đã tốn không ít thời gian để tìm phở cho mình. Dù ngoại tình chẳng phải là việc gì tốt đẹp, nhưng bà cũng là quý bà được người ta ngưỡng mộ ít nhiều, nên nhân tình của bà nhất thiết không được là hạng xoàng. Bà cũng không muốn người yêu bằng tuổi hoặc hơn tuổi, vì thế tình yêu sẽ không được nồng nhiệt và ngọt ngào. Bà tin rằng chỉ có người trẻ mới đủ sức để hâm nóng trái tim bà một lần nữa, kéo bà về với yêu đương mê đắm một thời. Nghĩ là làm, bà Hà lui đến các phòng trà nhiều hơn. Bà tin ở nơi nghệ thuật thăng hoa ấy, bà sẽ dễ dàng tìm được cho mình một trái tim đồng cảm. Hơn một tháng qua lại, trò chuyện, kết bạn tại đây, bà cũng tìm được đối tượng cho mình. Đó là một thanh niên 25 tuổi, sáng sủa đẹp đẽ. Theo lời Kiên, cậu thanh niên đó giới thiệu thì cậu hiện đang là trưởng phòng của một công ty chuyên kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, Kiên là người có tâm hồn khá lãng mạn và rất hiểu bà Hà. Dù chỉ sau vài lần gặp, bà thấy ở cậu sự đồng cảm, hớn hở trong những vút ve của tuổi trẻ. Bà Minh Hà tin rằng mình đã tìm được tình yêu bấy lâu nay mà bà vẫn mòn mỏi chờ đợi. Bà bắt đầu mải mê chinh chiến và yêu đương. Người tình trẻ rất yêu chiều bà, chẳng tiếc tiền mua cho bà thứ này thứ kia. Vậy nên cái ý nghĩ Kiên yêu bà để lợi dụng được gạt ngay ra khỏi suy nghĩ. Thi thoảng, bà Hà lại lấy cớ đi thăm vài người bạn ở xa để thuê xe đi chơi với người tình. Muốn thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của mình đối với người tình,
bà chẳng tiếc tiền mua cái này cái kia cho Kiên. Nồng ấm được 3 tháng thì chuyện tình yêu đẹp bắt đầu có biến. Kiên nói công ty của anh làm ăn thất bát nên giờ anh phải tập trung cho sự nghiệp, không thể có thời gian dành cho chuyện tình yêu nữa. Cuống quýt vì sợ mất người tình, bà Hà nói sẽ giúp đỡ cậu thành lập công ty riêng. Tất nhiên chuyện vốn liếng là do bà lo. Sau vài lần từ chối đưa đẩy, Kiên đồng ý nhận sự giúp đỡ này. Lúc đó bà lại đâm ra nghi ngờ rằng mình có thể bị lợi dụng. Những cuộc hẹn của hai người cũng không còn ở những nơi sang trọng nữa, mà chuyển sang hàng quán vỉa hè. Cuối cùng thì chuyển hẳn đến công viên gần nhà bà. Kiên nói như thế vừa tiện cho bà, để không gây nghi ngờ cho mọi người. Yêu đương như thế thì xoàng quá, bà có phải cứ lũ trẻ danh đâu mà cứ ra công viên ngồi chuyện trò vài câu với người yêu là xong. Bà mong đợi nhiều hơn thế ở tình yêu và cái tuổi 60 này. Bà Hà thấy mình đang bị lừa. Bà già, nhưng bà còn tỉnh lắm, nên đã đòi lại tiền và đòi chia tay. Người tình trẻ lúc này mới trở mặt. Kiên nói, nếu bà không đồng ý chia tay trong lặng lẽ, thì anh ta sẽ phá nát gia đình bà. Bà Minh Hà không cam tâm mất trắng cho gã tình trẻ hơn nửa tỷ nên không chịu. Thế nên cái tin bà ngoại tình mới bay khắp xóm làng. Chồng bà cùng con cái chỉ biết ngỡ ngàng rồi chết lặng. Cái danh quý bà đẹp đẽ của bà bỗng chốc tan tành sau cuộc tình ngỡ như là mơ. Đàn bà khi ngoại tình thường dễ bị phát hiện bởi họ khó giấu được cảm xúc yêu đương. Đàn ông có thể chấp nhận chung đụng với người đàn bà mà họ không yêu, nhưng phụ nữ thì tuyệt đối không chịu được việc đó. Việc yêu một người khác ngoài chồng đối với họ mà nói, đó là việc gây khổ tâm. Bởi vậy, bà Thư đã vô cùng dằn vặt khi nhận thấy mình nảy sinh thứ tình cảm không nên có với một người đàn ông khác, không phải chồng mình. Bà Thư năm nay 62 tuổi, là một người phụ nữ thành đạt và danh giá. Bà là người chuẩn mực, luôn vì chồng vì con. Nhưng một người phụ nữ luôn vì chồng không có nghĩa là người đó yêu chồng mình. Bà Thư cũng vậy. Bà làm vậy bởi đó là bổn phận của bà. Bà hài lòng với cuộc sống của mình. Bà là phu nhân của một quý ông thành đạt. Các con bà giỏi giang và ngoan ngoãn. Với một người đàn bà mà nói, như thế là quá đủ cho một cuộc đời. Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi bà gặp Huy trong một lần đi công tác ở Đà Nẵng. Huy 30 tuổi, độc thân và thành đạt. Tình yêu đến không báo trước khiến bà ngỡ ngàng. Chưa bao giờ bà nghĩ mình có thể gỡ bỏ mọi quy tắc mình đã đặt ra để đi yêu một người khác không phải là chồng mình. Chưa bao giờ bà có thể nghĩ mình lại dẫm đạp lên nhân phẩm của mình để chạy theo tình yêu. Nhưng bây giờ thì bà đã làm điều đó. Bà nghĩ về Huy không ngừng nghỉ. Đôi khi nỗi nhớ quá lớn, bà vờ gọi điện cho Huy để hỏi thăm cậu và nói vài câu chuyện phiếm. Rồi bà bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình. Để chuẩn bị cho tình yêu này, bà Thư đi cắt mái tóc dài mượt mà đã để từ thời mới lấy chồng, và thay vào đó là một cái mái tóc ngắn ngang vai, xoăn nhẹ, nhuộm ánh đỏ. Bà tin là làm như vậy trông bà sẽ trẻ hơn. Tất cả những bước chuẩn bị để ngoại hình đều được bà âm thầm làm trước khi bắt đầu vào con đường sai trái này. Sự thay đổi của bà, thứ khiến cả nhà ngạc nhiên, nhưng ai cũng nghĩ điều đó là tốt. Con gái lớn còn nói, coi như mẹ hồi xuân lần hai đi, sống như thế nó mới vui vẻ chứ. Tình yêu của Huy và bà Thư bắt đầu rất nhanh. Huy đã là đàn ông thành đạt. Anh không chịu được việc phải chiều một cô gái suốt ngày nũng nịu và giận hờn. Anh thích được chăm sóc. Anh thích sự đằm thắm chín muồi của bà Thư. Tất nhiên, anh không xác định đây là mối tình lâu dài của mình, hay nói thẳng ra là chỉ chơi bời đổi vị, nhưng đôi khi như thế cũng hay. Để sắp xếp thời gian hẹn hò với tình trẻ mà không bị người nhà nghi ngờ, bà Thư nói với chồng và các con. Bà hùn vốn mở càng mỹ phẩm với một bà bạn. Chồng bà mới đầu không chịu, nhưng nghĩ lại, muốn vợ có chỗ đi lại vui vẻ, ông đồng ý. Ngày nào bà cũng ra khỏi nhà vào một giờ nhất định, ăn mặc bình thường, tự đi taxi và không muốn phiền đến chú lái xe. Sau đó, bà sẽ vào một nhà nghỉ nào đấy, thay quần áo trang điểm và lại đi taxi đến điểm hẹn với người tình. Cửa hàng mỹ phẩm được mở ra, bạn bà hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và trách nhiệm nói dối hộ bà nếu như chẳng may chồng hoặc con cái bà gọi điện đến hoặc ghé qua xem tình hình làm ăn. Tuy nhiên, việc trốn đi hẹn hò như thế cũng chẳng thể che mặt chồng và các con mãi được, nên bà Thư đã nghĩ đến chuyện chuyển phương án chiến đấu. Giờ hẹn tất nhiên lại được chuyển, và cách thức hẹn hò thì cũng khác. Những lần gặp trực tiếp giảm dần,
Thay vào đó là việc nói chuyện qua Zalo khi không có ai trong phòng. Đôi khi bà có thể nhìn thấy người tình qua cuộc gọi video. Nhưng rồi, mối tình ngoài luồng của bà Thư cũng nhanh chóng tan vỡ khi Huy tìm thấy hứng thú yêu đương ở một người phụ nữ khác. Bao nhiêu thề nguyện, hứa hẹn nồng nàn lúc còn yêu đương, nay bỗng chốc hóa thành số không. Bà Thư ngỡ ngàng trong đau khổ. Bà đã tự bao nhiêu lần xỉ vả mình khi quyết định đi theo mối tình này, rồi lại tự an ủi rằng bà được yêu nên mọi thứ sẽ chẳng còn là vấn đề gì lớn lao. Nay thì tất cả hóa ra chẳng là cái gì cả. May mắn là gia đình bà không một ai biết câu chuyện này. Nhưng những dằn vặt khác chắc chắn sẽ còn khiến bà Dũng đau lòng trong một thời gian dài. Khác với hai quý bà trên, trường hợp ngoại tình của bà Xuân thì không phải, bởi bà nhiều tiền. Hồi Xuân rời rừng mỡ, đòi được có tình yêu nồng đượm lúc đã có tuổi. Bà ngoại tình bởi ghét chồng. Cuộc hôn nhân của bà và ông Mạnh, chồng bà, không bắt nguồn từ tình yêu hai phía, mà giữa hai vợ chồng chỉ có ông Mạnh yêu. Vì yêu bà nên ông đã bày đủ trò để lấy được bà. Sau hơn 3 năm, cuối cùng ông Mạnh cũng lấy được người phụ nữ ông yêu, nhưng với bà Xuân chỉ có sự thù ghét. Lo sợ vợ mình sẽ nảy sinh tư tình với người ngoài, nên ngay từ khi lấy về, ông Mạnh đã để vệ sĩ đi theo bà Xuân mọi nơi mọi lúc. Đời sống hôn nhân vì thế mà vô cùng khó chịu và căng thẳng. Chưa bao giờ ông để bà được thoải mái tự do ra ngoài một mình. Những vệ sĩ đi theo bà để đảm bảo rằng bà không thể có hành động thân mật với người nào khác ngoài chồng. Tuy nhiên, những canh giữ ấy chỉ có thể giữ được thân thể, còn tâm trí bà vẫn thuộc sự kiểm soát của chính bà. Những ghét móc ban đầu trở thành sự hận thù vì bà bị chồng quản lý quá chặt. Bà muốn được yêu và muốn phản bội chồng. Mới đầu bà ngoại tình qua mạng, vệ sĩ không thể theo bà vào tận buồng ngủ được. Bà học cách chat và tận hưởng cảm giác sung sướng khi đã phản bội được chồng theo một khía cạnh nào đó, và hàng ngày được nghe bạn qua mạng ảo nói những lời ngọt ngào. Rồi ảo mãi cũng thành thật, việc gặp nhau giữa bà và người tình trẻ qua mạng diễn ra với khá nhiều công đoạn. Hàng tuần bà Xuân thường đến một bệnh viện tư để kiểm tra sức khỏe và truyền nước. Trong thời gian truyền, bà sẽ nằm trong một phòng bệnh cùng 2-3 bệnh nhân khác và vệ sĩ không được phép vào. Sau khi đã thương lượng được với bác sĩ, bà Xuân sẽ có 3 tiếng để thoát khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ. Với vài thủ thuật trang điểm, bà dễ dàng biến mình thành người khác với một mái tóc giả, chút phấn son và một bộ trang phục khác. Cứ thế, tuần nào kế hoạch ra ngoài ăn nem của bà Xuân cũng chót lọt. Ông Mạnh thấy vợ có những biểu hiện lạ nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra nguyên nhân. Vợ ông không thể có người nào khác bởi vệ sĩ lúc nào cũng theo sát. Thế thì vì sao bao nhiêu năm u sầu bây giờ lại bất ngờ vui tươi, xuân sắc bất ngờ trở lại? Vệ sĩ chẳng báo lại điều gì đáng nghi. Vợ ông cũng không gặp người lạ. Tuy nhiên, thi thoảng bà mua vài món đồ cho đàn ông. Ông Mạnh không nhận được bất cứ món đồ nào. Vậy bà mua để làm cái gì? Tuy nhiên, ông vẫn không tìm ra nguyên nhân. Chỉ đến khi ông Mạnh ngấm ngầm thuê thêm thám tử để theo dõi vợ thì ông mới phát hiện ra chuyện vợ mình ngoại tình. Mà khi ấy, cuộc tình của bà Xuân và người tình trẻ qua mạng đã được hơn 3 tháng. Bà Xuân đã mang không ít tiền để đầu tư cho người tình. Bà chẳng hề tiếc tiền cho tình trẻ. Bởi lẽ càng tiêu nhiều tiền, bà lại càng thấy hà hê. Vì điều đó đồng nghĩa với việc bà trả thù được chồng nhiều hơn. Hơn 30 năm, bà sống trong sự kìm kẹp của chồng. Cuối cùng cũng có lúc bà được sống đôi chút cho mình. Khi bị chồng phát hiện, bà Xuân chẳng thấy sợ hãi. Chồng bà sẽ chẳng dám làm gì. Cùng lắm là bà bị đánh, đánh xong thì lại thôi. Hoặc có bị lão ta bỏ, âu cũng là một sự giải thoát cho bà. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như trong quá khứ đàn ông được quyền 5 thê 7 thiếp, còn phụ nữ bắt buộc phải là gái chính chuyên một chồng, thì đến ngày nay phụ nữ đã được giải phóng và họ cũng tung hoành ngoài xã hội chẳng kém gì đàn ông. Chính vì lẽ đó mà tỷ lệ các quý bà, quý cô ngoại tình hiện nay chẳng kém gì cánh mày râu đâu ạ. Hôn nhân thì luôn có những quãng ngắt, những khó khăn, sóng gió và cả những phút người phụ nữ yếu đuối ngả tay vào trong lòng của người đàn ông khác. Khi đàn bà ngoại tình với trai trẻ là khi họ muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ cho mình và muốn được ràng buộc, muốn được giải thoát. Chính vì vậy, mỗi gia đình sẽ có những cách giải quyết khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh.
Tôi không biết ngoại tình có gì vui hay không, hẳn là cũng vui vì không ít người đã đang lao vào những cái cuộc tình chóng vánh như thế. Nhưng mà sau niềm vui, thứ họ nhận lại được là những bi kịch, tan vỡ, ê chề. Nên có chăng, trước khi ngoại tình thì chúng ta hãy tự đặt cho mình một câu hỏi lớn. Ngoại tình khiến mình thực sự vui vẻ được bao nhiêu lâu? Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Hồng Nhung chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Và quý vị hãy để lại những cái ý kiến đánh giá của mình ở dưới phần bình luận. Và hãy bấm like, đăng ký kênh YouTube Chuyện Đàn Bà để chúng ta cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi rất là nhiều những cái chủ đề hay trong cuộc sống nữa mà Hồng Nhung cũng như là ban biên tập của chương trình mong muốn gửi đến quý vị khán giả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.